Tôi Võ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2017. Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị bộ bàn ghế ăn gồm có 4 ghế một bàn. Mẫu hoa là Tây Louis, thuật pháp bằng gỗ mun, sọc mun hoa, da báo hàng thửa đẳng cấp đỉnh cao, rất dày, rất chi là dày dặn và cái đường nét thì không còn gì để mà nói nữa. Và chúng tôi cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Và cũng xin thưa quý vị là bộ bàn ghế ăn này chúng ta có chủ nhân, đó chính là anh Toàn chị Nhi, anh ở thành phố Nha Trang. Anh đã đăng ký đấy, anh đã đặt hàng Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi một lô hàng, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ bốc cái lô hàng này lên xe để đi bàn giao cho gia đình anh Toàn và chị Nhi ở thành phố Nha Trang. Đây quý vị đang thấy đây gồm có 4 ghế ăn cộng với một bàn tròn. Thực sự là cái không gian phòng ăn của anh chị là nó hơi chật, nên là anh chị là đặt chúng tôi là 4 ghế một bàn cửa này. Cũng là một người đam mê về các cái sản phẩm gỗ mun của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi, nên là anh chị đã quyết tâm đặt đến một bộ. Cho dù là phòng ăn nó hơi hẹp nhưng mà anh chị muốn sử dụng đến một bộ để chiêm ngưỡng cái sản phẩm của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Rất chi là đẹp. Thành Luân còn một cái vinh dự lớn đối với Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi là anh Toàn và chị Nhi đã đích thân bay từ thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa ra Nội Bài và bắt xe về Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Đâu ấy, ui giời, gãy tay à? Ui giời, nguy hiểm thế. Thế may rồi. Thế là may rồi. Sau đừng có rượu chè vào. Đây quý vị đang thấy đây. Thôi có gì đâu. Không có gì đâu. Tiền nong gì? Tiền cái gì hâm à? Rồi rồi, may giúp được nhau là tốt. Rồi rồi, đi cẩn thận, đi xe phụ. Rượu chè mà đừng có uống nữa. Rồi vâng nhá. Đây là một thanh niên trước có bị tai nạn xe. Không may bị tai nạn xe thì cả hai vợ chồng con cái bị gãy tay. Tôi là đưa đi bệnh viện để ngồi ra cảm ơn. Bằng cái ăn của anh Toàn chị Nhi, của anh Toàn chị Nhi đặt của Đồ Gỗ Thành Luân tôi rất rất nhiều hàng. Ví dụ như một bộ bàn ghế ăn này cộng với 2 chiếc giường vòm chám mai bằng gỗ cẩm lai của Nam Phi và 1 chiếc tủ áo gỗ cẩm lai của Nam Phi, cộng với 1 kệ tivi và 1 tủ áo bằng gỗ mun, kệ tivi gỗ mun. Nó rất đẹp, được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi đang hoàn thiện. Ở đây kia là một chiếc giường vòm và phía này cũng là một chiếc giường vòm nữa. Đây cũng lại là một chiếc giường vòm chám mai, chúng tôi làm một đôi cho anh Toàn ở Nha Trang. Và chiếc tủ áo gỗ mun thì chúng tôi đang để phía bên kia cơ sở bên. Tủ áo gỗ mun chúng tôi để cơ sở bên kia đã dựng lên rồi. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn, và thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn gia đình anh Toàn, và xin kính chúc gia đình anh chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Thành Luân xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip sau.